Vâng, cho em Thảo Đồ Bẫy được gửi lời chào tới toàn thể các bác. Một cái video ngắn về cái dòng cạm 9cm, một cái mẫu cạm mà bên đơn vị em đã gửi cho các bác rất chi là nhiều. Thì em cũng sẽ chi tiết về cái mẫu cạm này để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Một cái dòng cạm 9 chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình đi đánh chuột đồng, bắt chuột đồng. Và mẫu này nhá, em sẽ quay về chi tiết một cái như thế này để các bác nhà mình được xem này. Và đây là những cái lô cạm mà đơn vị em sẽ đặt tận xưởng với cái chất liệu thép tốt nhất, khung cứng nhất để các bác sử dụng cho làm sao cho nó được bền. Đấy, và đây là cái khuy của nó nhá. Khuy đợt này rất chi là cứng này các bác này, thoải mái luôn. Cạm này thì khi các bác mà đo cái vành chiều dài này, nó là 9cm này. Đấy, mình sẽ đo theo cái chiều dài này nhá. Cái kẹp này thì nó hiệu quả cao là ở cái phần là khi các bác đánh thì nó sẽ kẹp chân con chuột. Và với khi kẹp chân thì con chuột sẽ không bao giờ chết được nhá. Đấy, sử dụng thì rất chi là dễ. Dòng này thì đơn vị em Thảo đã kinh doanh rất chi là lâu rồi. Và cũng được rất nhiều cái niềm tin của các bác trên mọi miền Tổ quốc quan tâm. Và hôm nay số lượng của đơn vị em lại về mấy nghìn chiếc. Đây các bác này, cạm hàng đặt nó sẽ đẹp như thế này các bác nhé. Tất cả các loại khuy cài của nó đều cứng và chắc. Đây là cái phần khung sắt của nó. Sẽ quay rất gần để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được. Dòng cạm 9 này thì đơn vị em sẽ gửi lẻ nhé. Các bác cứ cần số lượng bao nhiêu, từ 10 cái, 20 cái và đến 50 cái là các bác đã được miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, cái này thì đơn vị em sẽ nhận gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào ở đâu cũng có thể mua được, chỉ cần các bác alo trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Đây là số điện thoại 0865 692 498, là số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là gửi tới các bác những cái dụng cụ hay nhất. Đây các bác này, đây nhá, cạm 9cm. Thì hàng tới nhà các bác sẽ bỏ ra kiểm tra đúng hàng như này, các bác nhận và thanh toán ở bên bưu điện. Đẹp như thế này, tất cả mắt đều là hai chốt hết nhá. Dòng hai chốt thì nó mới đẹp đấy các bác này. Các bác nhìn cái hai cái lỗ này, nếu mà một chốt thì nó lại là cái mẫu không chắc chắn. Và phần đai của nó sẽ như thế này. Đai khuy của nó đây rất chi là cứng chắc. Đấy, và với mỗi một cái cạm như này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều năm. Thì qua cái quá trình mà gửi hàng cho các bác thì rất nhiều bác gửi những cái lời cảm ơn. Bởi vì có những bác sử dụng 100 cái một tối, các bác đánh được cả 10 cân chuột. Và một cân chuột của các bác thì giá đã rất chi là cao rồi. Thì thực sự rất chi là hiệu quả. Với cái cạm này của đơn vị em thì khi các bác mua thì nó là hàng đặt, để các bác sẽ sử dụng bền được tới vài năm. Đấy, và số lượng bên em thì rất chi là lớn, nhận gửi xỉ lẻ trên toàn quốc. Đấy, bác nào cũng có thể mua được nhé, chỉ cần alo trực tiếp tới đầu số điện thoại nhà em. Và bên đơn vị em còn có hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Khi xem được video các bác quan tâm, đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem. Ngoài cái mẫu cạm chuột này ra, đơn vị em còn có cả cạm bẫy thú rừng, những cái loại cạm to, rồi là lồng bẫy. Tất cả những cái loại bẫy từ trên rừng cho tới xuống dưới nước là đơn vị em đều có hết nhé. Các bác cứ vào kênh nhà em mà xem. Đấy, hàng nghìn sản phẩm đang để cho các bác thì mình được lựa chọn trong những cái mùa đi bẫy này. Và cũng rất cảm ơn các bác là đã luôn quan tâm và ủng hộ tới đơn vị em. Cạm 9cm các bác nhớ tên cho em cạm 9cm nhé. Bởi vì đơn vị em còn có nhiều cái mẫu cạm khác nhau lắm. Thế cho nên là chỉ cần các bác nhớ tên thôi. Cái này là chuyên để bẫy chuột đồng, bẫy con từ 1kg đổ lại. Có bác cũng sử dụng để bẫy chim hoặc là bẫy cò. Có bác thì sử dụng bẫy sóc hoặc bẫy chuột rừng nhá. Cũng rất chi là ok. Và với cái dòng kẹp này thì đây nó là cái dòng bẫy cạm kiềng nhỏ nhất. Đấy, và sẽ có từng cỡ to hơn là 12, 14, 16, 18, 20. Đơn vị em đều có. Đấy, rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ gửi tới các bác nhiều những cái mẫu cạm khác nhau, những cái đồ bẫy khác nhau để các bác nhà mình được tham khảo. Nhớ đăng ký kênh của em Thảo để xem được rất nhiều những cái video hay các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ.